Xin chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp là đời sống cùng với luật sư David Vương. Luật sư David Vương chuyên về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm. Văn phòng tọa lạc trên lầu 2 khu Hồng Kông 4. Và trở lại với làn sóng bây giờ. Và trước hết thì chúng tôi chào luật sư David Vương. Dạ, chào Quốc Bình. Không biết là trong tuần lễ vừa qua có gì lạ không anh? Cũng bình thường thôi, không có gì lạ nhưng mà bận. Quý vị để ý là hôm nay thì chưa, trời ngoài rất là mưa to, có nghĩa là tại vì là hôm nay là lâu lắm rồi luật sư Lê Văn Phương mới đến, gọi là đúng bon giờ, phải đến sớm chứ, cho nên chúng ta vào chương trình đúng giờ. Đúng giờ bơm, chắc cũng năm rồi. Cho nên là ông trời cũng mưa quá trời ngoài bên kia. Đúng rồi. Vâng, thì không biết là bữa nay thì anh có chủ đề gì đem đến quý vị hay vậy? Bữa nay thì David Mack của Quốc Bình đó, là lý do là tại vì có nhiều anh chị em cứ luật sư khác làm không được rồi kiếm luật sư Vương. Nghe không biết buồn. Không biết tại sao nữa. Thì tôi nói đi luật sư Vương, còn người nhà thì nói đi luật sư khác. Bây giờ luật sư khác nhã trở về luật sư Vương, nhưng luật sư Vương ngậm toàn là xương không. Thật ra đây vậy cũng nói của đáng tội thì chúng ta cũng đi cái chỗ mà cắt tóc đó, cũng có mấy chị Việt Nam đó, cũng cái xe bữa đi đụng xe xong rồi là nói là ôi vậy chị gọi anh đến với Vương liền đi. Cái chị nói là không, thằng kia nó Mỹ đen, bây giờ mình phải kiếm thằng Mỹ trắng. Không biết là bây giờ hai cái này đâu liên hệ nhau. Nhưng mà có đó một phần cũng phải nói là cái tâm lý người bên ngoài nhiều khi là nghĩ là giống như là họ tự sắp trận anh. So anyway, mình nói về cái hồ sơ bữa nay thì nó có liên hệ với một chút cái người luật sư mà họ không có muốn tiến tới đó. Không muốn tiến tới, họ nói ok, họ thường thường họ gửi mình một lá thơ, họ nói giờ chúng tôi không có muốn tiến tới nữa, xin quý vị lấy lại hồ sơ vân vân. Thì cái lá thơ đó, cái tiếng Mỹ nó gọi là release letter, là lá thơ nhả ra. Thì cái điều quan trọng đó, cái lá thơ đó nhả ra đó là nó phải có một cái câu, nó có một cái câu ở trong cái tờ giấy đó là ông luật sư đó, ông không có put any lien, nghĩa là ông không có dành cái quyền lợi, cái phần trăm của ông. Đó, mà nó lạ, có cái nhiều người luật sư ấy, nhả hồ sơ đó, nhưng mà đem lên luật sư Vương đó, thì gắn cái liên vô kiếm chút cháo, nhưng mà cái đó không được, là tại vì ông là cái người nhả ra, mà ông là cái người không đủ khả năng làm cái hồ sơ. Rồi tới tên luật sư Vương, cái tự nhiên cái gắn vô là nói là phải trả tôi 1/3. Đó là trong cái lá thơ nó có nói hả? Trong cái lá thơ đó không có nói, nhưng mà luật sư Vương xuất hiện ra đó thì bên kia ép theo. Sau nếu mà đi quý vị mà những cái thân chủ, những người nào mà bị được hồ sơ release đó, là chúng ta nên đọc cái miếng giấy là ông phải viết xuống, ok, ông phải viết xuống là ông không có quyền lợi trong cái hồ sơ này. Có nghĩa là trong cái lá thơ là sao đó, là mình tìm chữ là no lien hay no lien nha, hoặc là no interest. Bởi vì cho nên á, có nhiều thân chủ của David trả lại nữa. Nói, bây giờ ông kia ông đòi 1/3, luật sư Vương đâu có ngu đâu mà làm, chết mẹ luôn rồi. Rồi bên kia lấy 1/3 mà ông kia không làm gì hết. Ông làm gì hết, ông kia không đủ cả năm, họ thấy hồ sơ họ thua, họ nhả. Nhưng mà trong cái trường hợp đó thì mình có đòi hỏi ngược lại luật sư kia, anh không có làm gì hết thì anh không được gắn cái liên như đây, thì anh phải nhả liên ra, thì có đúng, họ đúng có là, chịu làm vậy không? Đúng là như vậy, nhưng mà không chịu làm sao vậy? Vậy là cái người khách hàng nó bị stuck, bị như đi tới không được, đi lùi không được. Thì có thể đó là ở trong cái giao kèo, có thể ở trong cái giao kèo của cái người luật sư đó là nếu mà luật sư nhả hồ sơ, có nhiều lúc á luật sư nhả hồ sơ, có nhiều lúc á thằng chủ lấy hồ sơ. Đúng không? Thằng chủ lấy hồ sơ. Nếu luật sư nhả hồ sơ là luật sư không có gắn liên như trong tôi, thì có thể là nằm ở trong cái giao kèo. Cho nên nó kẹt cho luật sư Vương. Như vậy thì cái điều khuyên của luật sư đến luôn trong những người mà bị trong trường hợp đó thì sao? Well, nếu mà bây giờ mình đụng xe, mình có luật sư thì mình nói với cái người luật sư đó là nếu mà ông nhả tôi nha, chứ không phải là tôi nhả ông, nếu ông nhả tôi là ông không có quyền gắn cái liên vô. Tại vì nếu mà gắn cái liên vô đó thì luật sư khác sẽ không có nhận, không làm việc được. Tại không có nhận được. Là tại vì luật sư Vương đâu có làm gì, làm những cái hồ sơ đó là những cái hồ sơ tranh chấp. Những cái hồ sơ đó là người ta làm không được, nó chỉ còn có một cái nữa là thưa thôi. Nhưng mà họ không có muốn thưa, tại vì hồ sơ thưa đó thì thường thường đó, nếu mà nói về tai nạn xe cộ đó thì người luật sư lỗ. Lý do là tại vì cái bỏ thời gian ra mà để thưa, hoặc là thưa mà cũng chưa chắc chắn gì thắng được nữa. Cho nên họ giống như là họ bỏ ra 1000, họ thâu vô 500, họ không có chơi.
họ nhả hồ sơ ra, nhưng mà họ nhả hồ sơ ra đó thì họ gắn cái link vô đó, thì tội nghiệp cho quý vị. Như vậy thì quý vị cũng nên cẩn thận, nhiều khi đôi lúc mà nhiều khi mình đi mà lộn văn phòng, nhiều khi đôi lúc là nhiều khi tiền mất tật mang, không được đền tiền mà cái hồ sơ mình lại đem đi đâu cũng mấy luật sư khác thì không làm việc được. Cái điều thứ hai nữa đó là chúng ta phải nói với luật sư chúng ta thưa cái hồ sơ đó cho tôi, bởi ông có chịu thưa không? Thấy không, bây giờ ok ông nhận cái hồ sơ này, bây giờ chuyện gì trục trặc ông có chịu thưa không? Thấy không, là tại vì nhiều văn phòng họ không chịu thưa, họ chỉ nhả hồ sơ thôi, hoặc là họ ép thân chủ vô. Là tại vì trong từng này với từng rồi đó, nhiều người lên gặp David lắm đó, mà không có chịu thưa. Mà Even là bên kia bị tích kịch, Even mà bên kia lỗi, mà tại vì bảo hiểm họ trả ít quá thì mình phải thưa thôi, nhưng mà cái người luật sư lại là ép mình không chịu thưa. Có nghĩa là nhiều khi họ muốn làm con đường ngắn nó dễ đó, cứ gọi điện thoại insurance đền nhiêu, đền 3.000 rồi vậy nhận 3.000 đi đó là xong. Thì cái đó là gọi là cách gọi là easy way. Còn nếu mà mình đi mà đi con đường mà mình thưa thì nó lâu hơn nữa, đúng không? Và có thể là nói là ok, bây giờ ông nói ông thưa phải không, bây giờ ông cho tôi biết là ông thưa mấy cái hồ sơ, là ông cho ông viết cái hồ sơ đó xuống cho tôi coi. Tại vì đây mình thấy á, luật sư mà không có thưa đó thì luật sư giống như là con ghẹ mà không có cái càng. Bảo hiểm nó không có sợ mình đâu, nó ngu gì để nó trả mình 5.000. Thí dụ như một cái người luật sư á, thì được 5.000, một cái người luật sư không thưa á, thì 3.000. Nó ngu gì nó trả cái ông không thưa. Là kính thưa quý vị, là tất cả mọi cái hồ sơ mà thưa kiện nó đều nằm ở trong tòa hết. Đúng rồi. Mà cái hãng bảo hiểm nó bấm cái con số license của Leivit là nó biết là ông này có bao nhiêu cái hồ sơ ở ngoài tòa. Đúng không? Là tại vì kiếm cái hồ sơ của người luật sư dễ lắm, là tại vì lấy cái license của ổng bỏ vô toàn cái nó hiện ra hết. Hiện ra là bao nhiêu trăm, ủa bây giờ từ anh thành nghề đến giờ là anh có theo track là bao nhiêu ngàn cái hồ sơ đã làm không ha? David track chứ. Tại vì David rất là quý cái file của David. Chắc David đoán á là hiện mới giải khoảng là 500 cái hồ sơ thưa. Wow. Dạ. Yeah. Mà đó là mỗi một hồ sơ đâu phải là kiện ngày là xong đâu, phải nhiều, có nhiều cái kéo dài 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cho nên một hồ sơ cũng đâu phải là dễ. Bởi vì những cái hãng bảo hiểm bên kia nó nói luật sư Vương là crazy, cái gì cũng thua. Là tại vì không đền mà David tin thân chủ, mà thân chủ đồng ý cho David thưa là David thưa. Có nhiều cái hồ sơ David kêu khách đừng có thưa, nhưng mà họ giải thích đàng hoàng. Không, có nhiều khi thì có nhiều văn phòng, nhiều luật sư họ làm chú trọng nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là quý vị đến một người mà chuyên họ lo về di trú đi, mà kêu họ lo về vấn đề tai nạn xe cộ, thì nhiều khi họ không thưa, họ không biết thưa. Cho nên là họ chỉ làm đại khái thôi. Trong các ngành luật, bây giờ nói về cái ngành bác sĩ đi. Ok. Trong các ngành bác sĩ, ok, cái hàng bác sĩ mổ là trị giá nhất. Tại vì nó đo với chết với sống. Thằng bác sĩ mổ là tại vì sự thật ra mình không có mổ trái tim của mình, ngu gì mổ. Mổ không mổ là chết, cho nên bác sĩ mổ là nó up there. Ok. Rồi nếu mà nói về luật sư đó, cái người luật sư thưa kiện đó là number one. Đúng rồi. Tại vì cái người luật sư thưa kiện là cái gì, họ xuống dưới đó họ mang cái bao tay vô họ đánh. Có nhiều lúc mặt của luật sư Vương đỏ lét, nó bị quýnh te luôn á, nhưng mà về kinh nghiệm để học thêm. Đúng rồi đó. Thì phải có những cái trận đánh thua thì mới có trận đánh thắng, đúng không? Phải đúng rồi. Cái kinh nghiệm là cái quan trọng, là cái kinh nghiệm mà nhiều khi nó rất là phải gọi là trả giá đắt đỏ cho kinh nghiệm, không anh? Mà nếu mà không bao giờ ra kiện thì làm sao có kinh nghiệm kiện được, đúng không? Bởi vì cho nên á, mình chọn một người luật sư nó dễ lắm. Tại vì quý vị nghĩ đó, cái này là một cái lỗi của cái sự hiểu biết. Quý vị nghĩ là tai nạn xe cộ đó làm sơ vậy thôi, đứa bác sĩ rồi đóng. Chuyện không có đâu. Chuyện không có đâu. Một cái ngành luật mà nó cũng là một cái ngành thôi. Đúng rồi. Thấy không? Ví dụ như một cái ngành luật giống như là ngành luật tai nạn xe cộ, một ngành luật hình sự, một ngành này nọ, đúng không? Mà nếu mà nói về cái luật hình sự đó, Quốc Bình, cái ông này ông không bao giờ cãi hết á. Ông ra là ông kêu khách của ông nhận lỗi, mà năm này qua năm nọ thì tránh cho ông luật sư đó. Đại khái là họ không có làm theo cái quyền lợi của mình, mà họ chỉ muốn làm cho nó nhanh cái hồ sơ, cho nó xong để họ lấy cái fee của họ thôi. Thì cho nên là quý vị cũng rất là cẩn thận. Tại vì khi mình đi đâu cũng vậy anh, ngay cả bác sĩ cũng vậy, luật sư cũng vậy, mà ngay cả thầy giáo cũng vậy. Nhiều khi mình đi chọn cái người phải có cái lương tâm một tí. Thì họ làm cho mình, họ tận tụy hơn, thì mình có cái quyền lợi hơn.
So ý của David muốn nói đó là trong tuần này là có 3 cái hồ sơ rồi đó, là những luật sư khác nhã mà không thừa. Thì cái hồ sơ này đó, chúng ta biết rằng là hãng bảo hiểm họ tìm mọi cách để họ nói chữ no. Thí dụ là khách của tôi nói là có một chiếc xe khác đụng khách tôi rồi bỏ chạy. Rồi khách của David nói là hả, có chiếc xe nào đâu, chỉ có mình tôi với nó thôi, có chiếc xe nào mà chả chạy đâu, đúng không? Tại họ phải tìm mọi cách đó, họ phải nói như sao mà để họ nói cái chữ no. Để họ chữ no á, là trong vòng 10 người có 5 người sẽ bỏ cuộc thì nó xây được 5 người. Đúng rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà luật sư mà nhận những hồ sơ này đó, thì trong 3 hồ sơ đó là có 3 cái hồ sơ là mấy người luật sư kia bỏ cái link hay là không bỏ link? Thường thường đó là họ sẽ không bỏ cái link, nhưng mà lúc này sau này không biết tại sao bắt đầu họ bỏ cái link mà thấy tên của luật sư Vương hiện lên đó là kiếm chút cháo bỏ liền nhau gọi là cái thành giống như fee referral. Vâng, thì đó là một cái trường hợp mà có lẽ là cũng chia sẻ cùng quý vị trong chương trình phần 1 ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển sang phần 2 với một số câu đố vui mà mời quý vị cùng tham gia bằng cách là gọi vào số điện thoại trên màn hình. Và hôm nay thì có một cái sự đổi một chút, với nếu quý vị nào mà thắng đó thì quý vị được cũng 20 mỹ kim còn Việt Nam phong ra. Nhưng mà quý vị đổi chỗ nha quý vị, là đến Andrew Insurance trên đường Bel Air gần Derry Ashford. Bel Air and Derry Ashford luôn, ngay cái building đó phong bên tay phải. Dạ. Thì cái chỗ đó thì cũng bán thẻ điện thoại. Dạ, quý vị cũng đến nhận được quà đó. Dạ, cái đó là có quảng cáo trong đài. Dạ. Của hai anh em mình á. Dạ, vâng. Thì Andrew Trần Agency. Vâng. Dạ. Thì đó là gọi là thông báo trước khi chúng ta vào câu đố vui. Dạ. Mời cơ luật sư. Ok, cái đố vui này là của đứa con yêu quý của David, là đứa 6 tuổi đó, nhỏ con gái đó. Thì mình chở nó đi học thì trong 3 đứa, 4 đứa thì mình nói ok, đứa nào kể cho give daddy a joke. Là nếu mà đi, nếu mà tụi con mà không có give daddy joke á, daddy lên đài để đi không có cái joke để cái con nhỏ này lúc nào nó cũng có cái joke hết á. Nó không biết tại sao à, nó thích cái joke lắm. Ok, nó nói ok I go first, nó nói vậy. Thì cái đứa này, đứa con gái 6 tuổi. Nó đố như vậy là có 5 con chó con. Có 2 thằng nhỏ là kids á, tiếng Mỹ nó gọi là kids, 2 đứa nít á. Ok, và có một cái dù. Ok. Năm con chó nhỏ, hai đứa nít, một cái dù. Có một cái dù. Mà hai đứa con nít này á, nó không có fit ở trong cái dù. Nó không có fit. Ok. Nghĩa là nó nói vậy thôi, nó nói không có fit. Không có fit. Yeah, nó không có trong cái dù, hai cái dù, cái dù này. Thì câu đố của nó là tại sao mà hai đứa nhỏ nó không get wet? Có nghĩa là cái dù không fit cho hai đứa, nhưng mà hai đứa đều không bị ướt. Dạ, không bị ướt. Tại sao? Tại sao? Quý vị nhớ là một em bé này là 6 tuổi nha quý vị. Vâng, mời quý vị gọi vào 713-429-4046. 1, 2, 3, quý vị chúng tôi đang chờ trên đường dây, thì mời quý vị gọi lại một số quý vị đang gọi hôm nãy. Cái câu đố này nó cũng hơi khó lắm mà David cũng tò mò mà cũng cũng khó hiểu. Thì cứ gác đây bằng bên này, David biết là quý vị hơi nhát, quý vị không dám gọi vô. Nhưng mà liên hệ với mấy con chó đâu đấy, mấy con chó gì thế này. Rồi, sao có mấy con chó? Có người gọi lên gọi. Vâng, mời quý vị thử đoán xem. Hello. Dạ, hello. Hello. Rồi, mời cô. Hello. Rồi, mời cô lên tiếng đi. Hello. Rồi, cô Liễu, vô lên tiếng cô Liễu. Dạ, cô Liễu. Hai đứa nhỏ nó không có biết vô là tại vì nó đi sau bóng của cây dù. Nó đi sau bóng của cây dù, nó không có bị ướt. Nó không có bị ướt tại đi theo bóng của cây dù. Ủa sao kỳ vậy? Cái đứa được, tại vì con đứa 6 tuổi. Bóng kè hả? Đúng rồi. Tại vì trời mưa nên là từng từng. Bóng bên cô Liễu nói là tại vì cái bóng cây dù nó đi, cái bóng của cây dù nó đi trong cái bóng của cây dù, đi trong cái bóng cây dù. Coi như là cũng có là khó dù một cái dù cái bóng. Rồi, vậy cảm ơn cô, mời cô chờ trên đường dây. Bây giờ mời quý vị kế tiếp ạ. Hello. Dạ, mời chú. Anh Hùng đây. Rồi, mời anh. Biết tại sao nó, tại sao hai đứa nó không? Sao anh? Tại vì đâu có mưa đâu. Cái này mình nghĩ đến, cái này mình có nghĩ. Rồi, nhưng mà chúng rồi. Ồ, chúng luôn rồi. Chúng rồi. Nghĩa là đầu tiên là giỏi đó. Cảm ơn anh Hùng. Giờ anh chúng mời anh Hùng nha. Anh Hùng ra Andrew Insurance. Anh Hùng biết chỗ Andrew Insurance rồi phải không? Andrew hả? Andrew Insurance, Bel Air, Derry Ashford anh. Bên tay phải á.
nằm. Dạ. Nó nằm bên tay phải á, anh chạy lên highway 6 á, dạ. Anh đường Bel Air mà anh đi về cái hướng highway 6 á. Ờ ok. Đó, nằm bên tay phải. Cái hình như khu Vạn Lợi đó phải không? Khu no. No no no, South Delray Ashford lần anh. Là chứ cứ chế thẳng hoài đụng South Delray Ashford là nó có cái đèn đỏ đó. Thì nó có cây xăng V á, rồi nó nằm bên tay phải. Rồi. Yeah. Như vậy anh nhớ hình như là đây là cái một trong những địa điểm mà chắc anh phải coi đài thường xuyên để coi cái quảng cáo của Andrew Insurance. Yeah. Nhưng mà chúc mừng anh nha, anh ghé đó để lấy 20 Mỹ kim ở Việt Nam. Dạ. Yeah. Nhưng mà chứng David cũng nói cho cô Liễu đấy, không thôi cô Liễu buồn. Yeah. Thằng anh của nó là cái là anh của nhỏ cái đó. Trả lời. Stupid joke. Như vậy là nhưng mà thằng anh nó có đoán ra không? Nó không đoán ra được không đứa? Có nào đoán ra cái kiểu đó là cái bóng không? Không. Không, ba nó cũng không đoán ra, ba nói nó kỳ vậy. Nhà đó không có, nói chung có mưa mà. Rồi. Như vậy chúc mừng anh Hùng nha. Bây giờ mình qua câu số 2. Câu số 2 ok. Câu số 2 này là cũng nó đố hồi ngày xưa. Đó thì sáng sớm chạy xe trên đường đó thì ở chỗ có khoảng 4 cái nhà đó, có những đứa em bé đợi xe bus đi học đó thì nó đố á là mình làm sao mình bỏ chiếc xe bus vô trong cái tủ lạnh. Rồi xe bus rửa học xe bus cho học trò đó, phải không? Cho học trò đó, làm sao mình bỏ xe bớt vô tủ lạnh. Này là bé nào đây? Cũng nó giỏi lắm. Vâng, rồi mời quý vị chờ trên đường dây. Hello rồi, mời quý vị lên tiếng đây ạ. Chúng tôi nghe rồi, lên tiếng đi. Hello. Dạ nếu quý vị không lên tiếng thì chỉ đường dây nha. Phê nhà không mà không lên tiếng. Hello. Dạ hello. Rồi dạ. Mời cô. Dạ, câu đố hỏi là làm sao cho cái xe bus vào tủ lạnh hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ cái này người này nói. Okay. Quay tên gì đây? Thì có hai step, có hai cách. Một cách. Cái thứ nhất đó là mở tủ lạnh ra, và cái thứ hai là enjoy xe bus vào. Actually, cái step thứ ba nữa là đóng tủ lạnh lại. Ba step. Đúng rồi, cái step chứ không phải là cái cách. Đúng rồi phải không? Đúng rồi không? Chị cái này là Jenny hả? Cái này là Jenny 2 đây. Tên gì đây? Dạ em tên là Hương. Ồ chị Hương. Chị cái này là khác Hương rồi. Rồi. Dạ. Hương rồi. Rồi. Cái này là nhớ là cái kiểu lần trước là kiểu vậy đó. Không đúng hả? Đúng. Rồi. Đúng. Giờ mời chị luôn. Trước hết là mình phải bỏ học sinh xuống hết rồi mới bỏ xe buýt cho tủ lạnh được. Bây giờ David không cho có chú thêm, chúng. Có thêm một step nữa. David không cho chú chúng. Bây giờ David nói là chú chúng nhiều hơn là chị Phương á. Chị Phương rồi. Nhưng mà không cho chú chúng. Rồi đó, gần là hello. Mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ. Hello, rồi. Chào cô. Cô. Hồi nãy giờ cô có lắm rồi, cô này, bà, cô Dung. Nói là bỏ cái xe bus ở trong cái tủ lạnh chứ đâu phải là bỏ tủ lạnh trong xe bus hồi nãy. Đây cô nói vậy, phải lấy hết đồ ra. Giỏi. Lấy hết đồ trong tủ lạnh ra. Giỏi. Để vô được. Thấy gần. Rồi sao nữa? Bỏ hết đồ vô tủ lạnh thì sao nữa? Rồi mới để vô. Rồi để vô. Đóng cửa lại. Thua rồi. Thiếu là gần chúng. Có đợi giống chú Tâm không? Chú Tâm ngon hơn, chú nói lại thử đi. Chú nói lại đi. Rồi. Làm sao? Làm sao bỏ xe bớt của học sinh vô tủ lạnh? Mấy mở cái tủ lạnh ra nè, rồi tài xế bỏ học sinh xuống rồi mới lấy bỏ vô tủ lạnh. Thiếu đang đi tìm. Thiếu cộng bù hoa xuất lại. Thiếu rồi. Hello, gần trúng rồi đó, nhưng mà chú gần trúng rồi, chú còn thiếu một cái step. Hello. Hello. Dạ. Yeah. Rồi mời chị cho biết tên trước đi. Tôi tên Thu. Rồi chị Thu. Cái xe đó mình vẽ lên xong rồi mình bỏ vô tủ lạnh. Trời. Cái này là chị còn đi xa hơn nữa. Cái này là em cho chị cái hai cái S. Được. Dạ. Em cho chị hai cái S. Kế tiếp trên đường dây ạ. Rồi. Hello. Cố gắng nè. Cố gắng.
Alo. Rồi cố gắng, cố gắng. À, sao? Tại vì bỏ, khi bỏ học sinh xuống hết rồi, tài xế phải xuống luôn, mới bỏ cái xe vô được. À, hết, tất cả mọi người xuống hết. Bỏ xuống hết, người xuống hết. Cô, tại... ờ, xin lỗi là chú không đúng, chú không đúng, chú không đúng, đúng. Cô Dung... cô, gần hơn. Cô Dung, thiếu của cô Dung á. Dạ, rồi. Thiếu của cô Dung á. Rồi. Hello. Dạ, hello. À, không lẽ là ai không dám gọi vô. Bây giờ, dạ. bây giờ mình cho cái hint đi. Cho cái hint đi, bây giờ Quốc Bình nói đi. Là phải cho mọi người xuống hết. Bây giờ gọi nhiều quá rồi kìa. Hello. Rồi, hello. Rồi. Hello. Hello. Giờ mời cô. Thì để cho cái hén này, nói cái hén này mình nói xong đi. Tại cô gần cô lấy của chú Tâm, cô là đổ vào cho cô, chú Tâm lấy của chú, à, cô đổ. Mình để chờ cô. Giờ cô để cho luật sư David Vương cho cái hén. Đó cái hên á. Cái hên là vậy đó, cô lấy cái của chú Tâm vô nữa. Dạ, yeah, cô lấy cái chú Tâm vô nữa rồi. Chính nếu chú Tâm á thì lấy của cô bỏ vô. Đó. Hello. Của cô nói là phải bỏ hết. Ừ. Nó lại nha, bây giờ thì bỏ hết ra. Xong mới để vô được. Cô, xin lỗi vì cô không có lắng nghe cái câu trả lời của chú Tâm. Chú Tâm, bây giờ đổi với cô là cô không cho cô trúng đâu. Rồi, để cho cô nghe chứ chú Tâm trở lại. Cô nghe được chú Tâm. Giờ giờ chú Tâm đây. Rồi chú Tâm. Alo. Chú Tâm chút. Sao? Alo. Xong rồi chú. Trước tiên phải mở tủ lạnh ra. Rồi mở tủ lạnh ra. À. Xe buýt rồi mà bỏ người xuống hết, rồi mới bỏ vô. Vậy thôi. Rồi. Bỏ người hết xe buýt xuống. Thiếu câu nữa. Bỏ lấy đồ trong tủ lạnh ra hết. À. Thiếu câu. Rồi sao nữa? Bỏ chiếc xe buýt cho được. Rồi sao nữa? Bỏ người xuống hết, bỏ tài xế ra xuống luôn. Rồi đúng rồi đó, mình còn thiếu một câu nữa thôi, một câu nữa là cái gì? Thì mở tủ lạnh bỏ đồ ra hết rồi chứ. Đồ chứ. Ý là đúng rồi thôi mà vậy. Tủ lạnh lại, xong rồi tủ lạnh lại thôi. Cái gì? Cái gì chú nói cái gì? Trước đó một bước nữa. Chú ơi, hình như mình cười quá nhưng mà mình không nghe chú nói đó. Chú nói là bỏ đóng tủ lạnh lại. Yes, đóng tủ lạnh lại. Ừ, đúng rồi đúng không? Nó bỏ vô xong rồi đóng lại thôi. Đó. Cô Dung có hai cái. Cô Dung là lấy đồ ra. Đúng rồi. Đóng tủ lạnh lại. Ừ. Còn chú á là phải bỏ xuống. Lấy người xuống. Hay là cô Dung là lấy người xuống vậy? Lấy người xuống. Đó là phải kết hợp của cô Dung với lại chú Đông lại là hợp đó, là đúng cái, cái rồi xong rồi mới đóng tủ lạnh lại. Rồi bây giờ cho David cho chú chúng đó. Rồi ok, chúc mừng chú. Chúc mừng cứu. Ok thì chú nhớ là loại Andrew Trần bây giờ đó là tại vì hôm nay là sư đang nói bây giờ mình look up địa chỉ Andrew. Chúc mừng anh Hùng với lại chú Tâm nha. Và quý vị nhớ ghé qua Andrew Insurance Agency là 1257 Bel Air Boulevard để mà lấy cái 20 Mỹ Kim gọi Việt Nam. Yeah. Tại đây vậy để David nói cái cách con nhỏ này nó trả lời kìm nữa quý vị nhớ nha. Rồi. First là mình phải clean up cái tủ lạnh của mình. Đó. Trước nhất là mình phải clean up tủ lạnh của mình. Rồi mình ngừng chiếc xe bớt lại, mình đưa nít xuống hết. Đó. Rồi mình mới lái chiếc xe vô trong tủ lạnh. À, rồi mình đi ra, cái ông lái xe đó, ông mình đi ra rồi ông mới đóng cái tủ lạnh lại. Đó. Tại vì mình không có để cho ông xe bớt đi ra đó, mình đóng lại, ông chồng cũng chết à. Vâng, thì coi như là mình phải suy nghĩ ra cái kiểu của mấy đường nếp nó nghĩ đúng không? Nhiều khi nó rất là đơn giản, yeah. Chỉ là một one way thôi, chứ nó không có phức tạp hai ba động tác lúc, đúng từng rồi. Động tác một. Vâng, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã gọi vào. Cũng xin phép quý vị chúng tôi phải hết giờ và chia tay quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc về những vụ tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm, kính mời quý vị ghé đến văn phòng luật sư David Vương trên lầu 2 khu Hồng Kông 4 hoặc là gọi điện thoại theo số trên màn hình để lấy một cuộc hẹn. Bây giờ thì xin chào tạm quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chào luật sư David Vương. Dạ, chào Quốc Bình.